đời diễn viên Kiều Anh, người đẹp đầy đa đoan. Kiều Anh, tên đầy đủ Nguyễn Thị Kiều Anh, là một nữ diễn viên người Việt, nổi tiếng qua vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với những cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Tiểu sử, Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, Việt Nam. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa múa Trường Nghệ thuật Quân đội. Năm 17 tuổi, Kiều Anh phục vụ trong đoàn văn công biểu diễn thường xuyên trong bộ đội biên phòng. Năm 2004, Kiều Anh vào biên chế hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, làm nhiệm vụ đón tiếp lãnh đạo nước ngoài. Từ năm 2011, cô chuyển sang đảm nhiệm đạo diễn sân khấu cho cơ quan này. Sự nghiệp, sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Việt Nam. Dù xuất phát điểm là nghệ sĩ múa, nhưng Kiều Anh bén duyên với nghề diễn viên thông qua nhiều vai diễn trên truyền hình. Đầu tiên là vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời, phát sóng năm 2001 trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam. Vai diễn Nhung là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Nguyễn Kiều Anh, một trong những nhân vật góp phần làm nên thành công của Phía trước là bầu trời. Vẻ ngoài xinh đẹp, hiền dịu, đậm chất Á Đông, nhân vật Nhung do Kiều Anh đảm nhận được nhiều khán giả yêu mến. Nhung là cô gái chịu thương, chịu khó, tốt nghiệp ngành báo chí nhưng phải làm đủ mọi công việc không liên quan để trang trải cuộc sống khó khăn. Kiều Anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vai Nhung trong Phía trước là bầu trời khi vừa mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội học trường múa. Diện mạo trong sáng và đôi mắt long lanh của Kiều Anh để lại ấn tượng đậm nét cho vai Nhung trong lòng khán giả. Sau thành công của Phía trước là bầu trời, Kiều Anh tham gia dự án Ký ức Điện Biên nhưng không để lại dấu ấn. Kiều Anh đảm nhận hai vai diễn cùng một lúc nhưng không vượt qua được cái bóng quá lớn của Nhung, thông minh, bản lĩnh nhưng gặp nhiều biến cố. Kiều Anh quyết định tạm dừng đóng phim, trở thành diễn viên múa, rồi đạo diễn múa của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Vậy nhưng những vai diễn vẫn gắn bó với Kiều Anh như một duyên phận lặng lẽ. Năm 2012, Kiều Anh trở lại màn ảnh với bộ phim Những công dân tập thể và Hai phía chân trời. Gần đây, Kiều Anh tham gia bộ phim Tình Khúc Bạch Dương phát sóng trên kênh VTV1. Kiều Anh vào vai Hoa, một phụ nữ xuất khẩu lao động, vì cơm áo nhọc nhằn. Khi gửi áo len về cho chồng con ở quê nhà, phải năn nỉ người quen đừng tiết lộ chuyện mình có quan hệ tình ái khác tại xứ lạ. Hình ảnh Hoa ngồi đan áo trong cái lạnh, bần thần nghĩ đến mái ấm nhìn trùng là câu chuyện đáng suy ngẫm về thân phận người Việt tha hương cầu thực. Được nhiều khán giả ái mộ, nhưng diễn viên Kiều Anh vẫn tự nhận đóng phim nghiệp dư. Nhiều năm nay, chị diễn rất bản năng vì không được học hành bài bản, không học qua trường lớp đào tạo. Công việc chính của Kiều Anh là đạo diễn ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Trước đây, Kiều Anh từng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Nhưng chị chỉ làm chủ quán cà phê được khoảng 1 năm thì phải đóng cửa vì không chịu nổi vất vả và thương trường. Kiều Anh đang dự định kinh doanh theo hình thức mở trung tâm đào tạo nghệ thuật dành cho trẻ em. Diễn viên Kiều Anh kết hôn ở tuổi 39 sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên, Kiều Anh từng được xem là một trong những ngọc nữ của màn ảnh phía Bắc. Trong số đó, vai diễn mà cô từng đảm nhận và được khán giả nhớ đến nhiều nhất chính là vai Nhung trong bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời. Một thời gian dài sau vai diễn này, Kiều Anh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cho tới gần đây, người hâm mộ mới có dịp gặp lại cô trong phim Tình Khúc Bạch Dương. Cận kề tuổi 40, Kiều Anh vẫn giữ được sự trẻ trung, vẻ đẹp mặn mà không tuổi đậm chất Á Đông và vóc dáng quyến rũ của một diễn viên xuất thân từ nghề múa. Khi đang trên đà sự nghiệp phát triển rực rỡ, Kiều Anh bất ngờ rút lui khỏi phim ảnh khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nữ diễn viên tài sắc cũng khá kín tiếng về đời tư. Vì thế, người hâm mộ cũng ngỡ ngàng khi biết cô đã làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Theo đó, Kiều Anh cho biết cô và bạn trai chia tay khi cô mang thai đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, cả hai vẫn cùng nhau san sẻ việc dạy dỗ con và xem nhau như bạn. Cũng theo Nhung của phim Phía trước là bầu trời thì thiên chức làm mẹ đã giúp cô vượt qua tất cả. Thời điểm khi biết Kiều Anh mang bầu, trong khi cô và bố đứa trẻ đã chia tay, nhiều người cũng khuyên cô cân nhắc kỹ càng chuyện làm mẹ đơn thân. Song cô vẫn tin vào quyết định của mình. Kiều Anh thừa nhận khi đó cô đã ngoài 30 tuổi và rất yêu trẻ con, nên hiểu rằng Con cái là món quà quý giá nhất của người phụ nữ. Trong quãng thời gian là mẹ đơn thân, Kiều Anh cũng có một niềm tin khác nữa, đó là nếu gặp được người tốt, đủ tình yêu thương với mình và con, thì cô vẫn sẽ kết hôn. Bà mẹ đơn thân xinh đẹp bộc bạch, khi có con rồi, cô đặt ra cho mình những quy tắc nhất định. Đó là cuối tuần dù bận đến mấy, cũng sẽ dành thời gian ở bên con, đưa con đi chơi gặp gỡ bạn bè, trừ khi có công việc đột xuất hoặc phải đi công tác xa. Bố mẹ của Kiều Anh cũng đỡ đần cô chăm sóc con nhỏ trong những lúc cô vắng nhà. Đặc biệt, hiện cậu con trai của Kiều Anh cũng đã được gần 7 tuổi. Mới đây, Kiều Anh bất ngờ thông báo về việc đã kết hôn, đồng thời chia sẻ hình ảnh của mình và một nửa cùng đeo nhẫn cưới, nhưng chỉ để lộ đôi bàn tay của cả hai. Ngay dưới chia sẻ này của Kiều Anh, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và chúc phúc tới cô, không quên bày tỏ sự bất ngờ vì trước đó người đẹp sinh năm 1981 chưa bao giờ để lộ hình ảnh hay bất cứ thông tin nào trên mạng xã hội về việc cô đang tìm hiểu và gắn bó với ai. Dù thông báo tin vui đến mọi người, song Kiều Anh thổ lộ, cô chỉ muốn nói về chuyện phim ảnh, nghệ thuật, công việc, còn chuyện tình cảm hay con cái thì cô muốn giữ cho riêng mình.